Trong bức tranh đô thị phát triển của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung, những công trình của Novaland cùng biểu tượng khối Rubik màu xanh lá liên tục được nhân rộng tại các khu vực trọng điểm của thành phố, như góp phần làm bừng lên sức sống của một đô thị năng động và phát triển không ngừng. Thương hiệu Novaland tập hợp những con người hiệu quả, chính trực, chuyên nghiệp, luôn tâm huyết cùng kiến tạo những cộng đồng nhân văn tiên tiến có phong cách sống hiện đại, qua đó tạo nên giá trị sống gia tăng bền vững cho mình và cho xã hội. Trải qua hành trình hơn 1/4 thế kỷ hình thành và phát triển, Novaland đã trở thành nhà phát triển bất động sản uy tín hàng đầu tại Việt Nam, với trên 40 dự án nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh, với hơn 27.000 sản phẩm đa dạng và đang phục vụ hơn 250.000 khách hàng, hiện đang dần mở rộng ra các tỉnh thành tiềm năng khác. Những nỗ lực của Novaland được vinh danh qua nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước. Thành quả này là kết tinh từ câu chuyện của những con người dám nghĩ, dám làm về bản lĩnh chinh phục mọi thử thách và cùng nhau kiến tạo nên những giá trị vững bền, khai sáng vẻ tiềm ẩn của một Việt Nam giàu bản sắc. Trên hết, đó là khát khao hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam. Trong tầm nhìn đến năm 2030, chính phủ xác định du lịch Việt Nam thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, với di sản văn hóa đặc sắc đến những danh lam thắng cảnh phong phú. Tất cả các địa danh trải dài trên mảnh đất hình chữ S luôn có sức hút kỳ lạ với du khách. Tập đoàn hiện có quỹ đất lớn với hàng ngàn hecta để phát triển bất động sản nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh, bất động sản khu đô thị vệ tinh và bất động sản nghỉ dưỡng. Đây là những nhân tố quan trọng sẽ giúp Novaland phát triển ổn định và dài hạn. Trong chiến lược phát triển 5 năm tới, Novaland đang từng bước tạo nên những điểm đến tuyệt hảo cho khách du lịch nội địa và quốc tế, nhằm biến những nơi này thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí của khu vực, góp phần ghi dấu ấn của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. Từ việc đầu tư và phát triển các dịch vụ du lịch như lưu trú, vận chuyển, lữ hành, hậu cần, đến những trải nghiệm thú vị về ẩm thực, mua sắm, giải trí, cùng các hoạt động xúc tiến du lịch, chuỗi các dự án bất động sản nghỉ dưỡng của Novaland, nổi bật với các thương hiệu như Nova World, Nova Hills và Nova Beach. Đây sẽ là những điểm đến ấn tượng đẳng cấp của du khách Nam Châu và du khách trong nước, cũng như chắc chắn sẽ là những sản phẩm đầu tư có giá trị gia tăng mạnh mẽ. Bồi đắp những giá trị vững chãi vượt thời gian, Novaland vẫn luôn hoàn thiện không ngừng để khẳng định vị thế của một tập đoàn bất động sản đẳng cấp quốc tế hàng đầu, vững mạnh, góp phần mang lại cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng cho cộng đồng. Novaland, cho cuộc sống bừng sáng.